将腐肉教化世人的职业，被称之为炼妖师。Sư huynh, không ngờ huynh ra tay vẫn hung dữ như vậy. Hồi đó sư phụ đuổi ngươi ra khỏi sư môn, ta không nên tha cho ngươi. Đó là do huynh cố chấp, đạo thuật không phân chính tà. Tà thuật của ngươi hại người. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo. Qua qua, lên. Sếp Hứa, lão Bao, tới đây, ngồi đi. Sếp Hứa, lần này tới, tôi đem theo kịch bản thuật bắt yêu, anh coi thử đi, xem có phần nào cần sửa hay không. Sửa thì không tính, tôi cũng không chuyên, các anh chuyên nghiệp hơn tôi mà. Hay là như vậy, anh kể qua câu chuyện cho tôi. Được. Thuật bắt yêu này chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gọi là bạch hổ phá nhà. Canh ba giờ tí, trời hanh vật khô. Cẩn thận củi lửa. Đại sư, mời. Đại sư, à không, thiên sư, ta đã chờ được ngày tới. Mã sư phụ, ngài xem qua trước đi. Lão cha nhà ta bị căn nhà này làm cho ăn không ngon ngủ không yên. Phải đó, phải đó. Đại sư, ngài phải cứu ta. Nếu không ta không chỉ không dám ở viện tử này, bán cũng không có người mua đâu. Ta phải vào trong để xem thử tình hình, rồi nghĩ cách giải quyết. Dạ được, cực khổ rồi. Mời vào, mau dẫn qua đó đi. Đại sư, mời. Tiêu quân, theo ta. Sư phụ, con thấy căn phòng này cũng không có vấn đề gì. Ngươi nhìn ra được, ngươi còn gọi ta là sư phụ sao? Ta thấy căn phòng này đúng là không có vấn đề gì. Ngươi vừa lặp lại lời của con đó. Sư phụ, con nói ngươi đúng là cao kiến. Không có chuyện gì thì đi thôi. Sư phụ, lộ phí của chúng ta sắp hết rồi. Lần này còn không có thu hoạch gì, hai chúng ta chỉ có thể ở ngoài đường thôi. Vậy thì phải làm sao? Sư phụ, còn có một cách. Ta là người tu đạo, sao lại làm ra những chuyện như vậy? Không được đâu. Con thì không sao, cùng lắm theo sư phụ sống màn trời chiếu đất. Nhưng kêu gia tiên ở nhà chúng ta thì sao? Ngày ấy cũng phải theo chúng ta ra đường ở hay sao? Chưa kể,
Hai chúng ta đã hai ngày không ăn gì rồi. Được rồi, chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu. Sư phụ, người đợi bên ngoài là được, con đưa người ra ngoài nhé. Đại sư, nhà của ta, đồ đệ của ta ở bên trong, có lẽ không có vấn đề đâu. Lão Dương, tiểu thiên sư này ta cũng thấy chỉ mới 20 tuổi thôi, pháp lực có ổn không? Lão gia, ngài đừng có lo, ta đi hỏi Mã thiên sư. Đại sư, một mình đồ đệ của ngài có xử lý được không? Không sao đâu. Ta đã trả tiền giấy, đã nói ngon ngọt rồi. Ngươi không biết điều, có tin ta đánh ngươi không được yên không? Cô coi, ngài ấy đang bắt gì vậy? Phải đó, đang làm gì vậy? Yêu nghiệt to gan, quấy nhiễu con người, còn không mau rời đi. Tiểu tử thúi, liên quan gì tới ngươi? Muốn chết sao? Đại khái là được rồi. Là ngươi kêu phải làm cho thật mà. Dương Vinh ngoại, dùng ngân phiếu. Ngân phiếu đã qua tay dạng người. Có tủ khí của người là khắc tinh của mọi tà ma. Bao nhiêu? 50 lượng. Có cái to không? Có. Có một tờ 500 lượng. Ngân phiếu càng lớn, quy lực càng mạnh. Đã dán lên rồi. Ông dán đi. Được rồi. Còn nữa không? Còn, nhiều lắm. Giờ nằm ở chỗ của vợ ta. Ta hết rồi. Vậy ông... Tiểu Quân. Dạ được. Nè, cầm đi.
Ta không dám, ông cầm đi. Ông đã bỏ tiền ra rồi, chút nữa ta độc phục ma chú, ông mở nó ra là được. Ta gọi người một tiếng, người dám trả lời không? Dạ dạ, của người ở đây. Ngân phiếu của ta cũng vào trong luôn rồi. Phải đó. Hay là ông vào trong lấy đi. Thôi thôi, thu phục được rồi vậy thì tốt. Có phải là xử lý ổn thỏa được không? Phải đó. Chuyện đó, Tiểu Thiên Sư, ta thấy yêu đó hình như là nữ. Người này vừa thu phục, tại sao lại là nam? Vì chuyện này, sư phụ, sư phụ, yêu ma nó biến quá vô thường, có lúc nam cũng có lúc là nữ, không kỳ lạ đâu. Có lý, đại sư nói rất có lý. Quấy trị ta thanh tịnh, mau biến đi. Đây là dương thế, làm phiền các nhà người ta là ngươi không đúng. Sơn tinh giả quái các ngươi tu hành cũng không dễ dàng. Ta kiến nghị ngươi làm nhiều chuyện có đức, nếu không lúc độ kiếp không dễ dàng đâu. Đây vốn là động phủ tu hành của bọn ta, là các nhà họ Dương đó chuyển tới đây xây nhà, đè bọn ta bên dưới, bọn ta cũng đâu được sống yên. Ta ngủ không ngon, hắn cũng đừng mong ngủ. Tiểu yêu nhà ngươi hống hách thiệt đó, một mình ngươi không được yên, tốt hơn cả nhà người ta không được yên. Ai nói một mình ta? Ai nói? Đây là cha của ta, đây là mẹ của ta, đây là nhị thúc, còn đây là thẩm thẩm, kia là gia gia, còn đây là tổ mẫu. Mau ra đi. Người lại muốn gì nữa? Đều là các vị tiền bối, chào hỏi đi. Chào các vị tiền bối. Tiểu sinh là Hồ Nghi Đảng, nghệ danh là Qua Qua. Tham kiến, tham kiến. Chào gia gia. Chào tổ mẫu. Chào thúc thúc. Chào nhạc mẫu. Chào tí tỉ. Chào thúc thúc. Động thủ. Khoan đã, một luồng hương thơm quá ngàn vạn mây hương, đệ tử cung thỉnh Bảo Gia Tiên Mã Gia Đông Bắc Hồ Tam Thái Gia. Tiểu tử, sao ngươi không mời hết Ngũ Tiên Đông Bắc tới đây? Bái kiến Hồ Tam Thái Gia. Sao Mã Gia các ngươi có thứ vô dụng như ngươi? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng phải gọi ta ra. Thôi lỡ rồi, người tu đạo không nên mang nhiều dục vọng, mà cần phải làm nhiều việc thiện hơn. Đi đi. Mã sư phụ, chuyện lần này thực sự là vô tình thôi, đụng nhầm người nhà rồi. Vậy còn chuyện chuyển nhà? Chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Phải rồi, ăn cả nướng là xong thôi. À.
Thiên sư, ta đã xử lý xong chuyện ở đây. Nhưng mà như vậy, ông phải làm theo cách của ta nói. Dạ được, dạ được. Ngài nói, ngài cứ nói đi. Phía sau căn nhà này xây một miếu hồ ly. Sau này thì cần phải làm nhiều việc thiện hơn nữa. Bình thường phải cứu tế người nghèo cho thật nhiều vào. Còn nữa, 10 năm sau ân oán giữa các ông sẽ hết thôi. 10 năm sau. Chuyện đó, vậy giờ căn nhà này của tôi hiện giờ có thể vào nhà ở, nhưng mà nhất định phải làm nhiều việc thiện, xây cầu, xây đường, hành thiện tích đức. Đa tạ thiên sư. Chút tấm lòng không đáng là gì, xin nhận cho. Bắt yêu là chức trách của thầy bắt yêu bọn ta. Tiểu quân, chúng ta đi. Vừa rồi cậu nói là không có. Cười cái gì? Người đi. Sư phụ ở đây. Những cái khác đâu? Không phải vì hành thiện tích đức hay sao? Sư phụ thường nói phải quyên góp cho những người nghèo ăn không đủ. Chờ chúng ta quyên tiền xong, làm nhiều chuyện tốt, con đưa người về quê dưỡng lão, chúng ta đổi nghề. Không đổi được. Tại sao? Có quán khí. Sư phụ, chỉ có điều là hơi ồn ào một chút. Là như vậy sếp hứa. Anh coi chúng tôi muốn thêm yếu tố hài hước vào đó. Tôi kể cho anh phần thứ hai nha. Phần thứ hai gọi là kính yêu. Câu chuyện này xảy ra trong một hí diện. Giả công tử, ngài tới rồi sao? Ở phòng nhã ở tầng trên đó. Thúy Tuyết, Xuân Hương, mau dẫn giả công tử đi nghe kịch đi. Dạ nghe rồi. Tới liền đi. 15 năm tới hôm nay mới nói lời thật lòng. Thì ra là... Ôi trời ơi. Giả công tử, một ngày không gặp, có nhớ ta không? Chàng, huynh đệ, uống đi. Sư công tử, người này hống hách quá, có cần dạy dỗ một trận không? Thôi đi, không tính toán với hắn. Công tử, công tử, sử là sử. Nhị cậu, phân ở đâu ra? Không được nói linh tinh đâu. Thì ra là sử công tử sao? Trùng hợp quá. Người, nhị cậu, chúng ta quanh ngồi bàn bên cạnh đi. Đừng để cho chúng ta ngạt thở. Dạ được. Mỹ nhân qua đó thôi. Thì ghét quá. Ngọt. Nè, đồng đại dương đó. Sử công tử thưởng 50 đồng đại dương. Hay, hay lắm. Hay. Nhị cậu, thiếu gia,
Có vài người không có tiền còn làm bộ hào phóng. Cái này gọi là gì? Là giả mặt. Nói cho vài người nghe, như thế nào là người có tiền thật sự? Giả công tử thưởng 100 lượng bạc. Hay, hay quá, hào phóng quá. Sử công tử, như vậy rõ ràng là không nể mặt ngài rồi, ức hiếp người quá đáng. Chờ đó đi. Tối nay lần đầu vô sông cô nương độc sướng. Quy tắc ở đây của chúng tôi, người ra giá cao thì được. Khởi điểm 300 đồng đại dương, ta trả 400. Nhà quê nhị cổ, thiếu gia nhà ta ra 500. 600. Một ngàn. Thiếu gia nhà ta trả 1000. Ta nói 1000 hồi nào? Không phải khi nãy một tay 500, hai tay 1000 sao? Giả công tử trả 1000 đồng đại dương. Tối nay vô sông cô nương độc sướng một khúc cho giả công tử. Quý phi say rượu. Hay, hay lắm. Đã nhường, đã nhường rồi, đã nhường. Hai vị đại gia mời vào trong. Đại gia mời vào nghe hát. Sư phụ, giấu kỹ đó, kỹ cái con khỉ. Ta thấy quán khí ở chỗ này mới tới. Theo ta. Đâu ra tên ăn xin vậy chứ? Biết chỗ này là chỗ nào không? Quý qua luôn. Đây là nơi ngươi tới hay sao? Biến, mau biến đi. Đã nhường rồi. Tối nay toàn bộ tiền đồ uống của các vị ở đây, cứ tính hết cho giả mổ. Hay, hay lắm. Hay. Khoan đã. Ông cụ này, không lẽ là ông cũng muốn nghe quý phi say rượu sao? Ta thấy đỉnh đầu của ngươi toàn mây đen, là điềm đại hung. Mau đi đi. Điềm đại hung. Được thôi, bốn công tử thích ngực cỡ này nè. Nói ngươi như vậy là bởi vì ta thấy ở đây có quán khí mới tới thông báo cho ngươi. Tặng cho ngươi lá bùa này, mong ngươi gặp dữ quá lành. Thưởng. Giả bất giả công tử thưởng đại dương. Đồ thần kinh. Đi đi. Nhìn kìa, lại sao băng đó. Ngươi tưởng ta ngu sao? Ta không cho ngươi vào đó. Sao ngươi lại làm như vậy? Ta cho ngươi tiền nè, cho ta vào đi. Ngươi muốn hối lộ ta sao? Ngươi có mục đích gì chứ? Ta có thể có mục đích gì? Sư phụ của ta vào trong rồi, ta phải vào xem thử. Sư phụ ngươi ta không cản được, tới ngươi ta cũng không cản được. Vậy thì ta còn trong cửa kiểu gì? Vậy thì đúng rồi, ta biểu diễn ảo thuật cho ngươi coi. Nè, ngươi tưởng ta là đầu heo sao? Ta còn tinh hơn khỉ đó. Ngươi dùng cách này sỉ nhục ta. Ngươi là hổ. Ta vào trong uống trà được không? Không được. Qua qua. Qua qua. Còn qua qua, nửa đêm nửa hôm, may mà chưa cho ngươi vào đó. Ốu trĩ, ngươi ra đây cho ta. Làm gì vậy? Ta đang ngủ mà. Sao ngươi lại ở đây? Cho tên này biết mặt đi, để cho hắn biết cái gì là Mã Dương gia có ba con mắt. Vì sao Mã Dương gia có ba con mắt? Ngươi quản được sao? Đi đập hắn đi. Đi. Ừ.
Có yêu quái, có yêu quái. Được rồi, đi thôi. Đi uống đi. Tình nghịch quá. Ngài làm ta đau đó. Tình nghịch quá đi. Sư phụ, nếu không phải người bố thí số tiền đó, chúng ta cũng không tới mức bày sạp xem bói. Chúng ta là người tu đạo, không quan tâm những vật ngoại thân đó. Bản thân bị lừa còn giả ngốc nữa. Rao đi. Đại thẩm dừng bước. Sắc mặt của thẩm rất kém, có điềm đại hung. Bắt lưu manh đi. Phải rồi, chính là ông ta đó. Tối qua nó giả công tử có điềm đại hung. Kết quả hôm nay không thấy giả công tử đâu. Ông ta chắc chắn là hung thủ rồi. Vừa rồi là ai đã hô lưu manh? Ngu ca ca, Ngu ca ca. Hắn nói ta có điềm đại hung đó. Thiên hạ thái bình, ban ngày ban mặt, mà dám làm loạn ở địa bàn của ta. Đưa đi. Khoan đã, ta đi với ngươi. Đàn thượng hôn hạ. Sư phụ, chúng ta còn có khả năng ra ngoài được mà. Xin tự giới thiệu, ta là phó thám trưởng của đồn cảnh sát địa phương. Chào phó thám trưởng. Nói gì vậy, Ngưu thám trưởng? Đồ ngốc. Chào Ngưu thám trưởng, mau nói cho Ngưu thám trưởng biết quá trình các người giết người cướp của. Nếu không sẽ giết các người đó. Hoang uổng quá phó thám trưởng. À không, Ngưu thám trưởng, bọn ta chỉ bày sạp xem bói thôi mà. Nhà có một vợ không có thai, có một đứa con mất cha từ bé. Ngươi được cứu cứu, nuôi từ nhỏ phải không? Sao lại biết chuyện của ta? Rõ ràng như vậy chứ. Thiên cơ bất khả lộ. Vợ ta chưa từng sinh con. Ta lấy đâu ra một đứa con? Thám trưởng, không phải tổ tổ lại có rồi sao? Im miệng đi. Ngươi nói người đó không phải do ta giết. Ngươi thả ta ra. Ta giúp ngươi phá án. Sau khi phá án xong, công lao là của ngươi hết, có được không? Ta chỉ là làm công đức mà thôi. Đại sư, tiểu đệ ta có mắt không trồng, đắc tội rồi. Cái gì? Kiếm của ta. Kiếm? Ai kêu người lấy kiếm của người ta? Đây đại sư. Tiểu tề. Dạ. Đi, chuẩn bị mấy ly rượu. Ta phải uống vài ly với đại sư đây. Dạ thám trưởng.
Tạm thời không cần đâu. Để ta tìm được người mất tích đi rồi nói. Túy qua lâu. Chắc chắn là có vấn đề. Đây là Túy Qua Lâu mà. Phải rồi, người mất tích ở đây. Ngươi coi, Túy Qua Lâu quán khí ngút trời. Hạt giấy của ta cũng bay tới nơi này rồi. Ngươi nói coi. Hai người các ngươi canh giữ cửa, người còn lại đi theo ta. Ngưu thám trưởng, tiền hoa hồng mỗi tháng lục soát. Vì vậy Ngưu thám trưởng, ngài giơ cao đánh khẽ đi được không? Chỗ của ta còn phải làm ăn đó. Báo cáo thám trưởng, không có phát hiện. Đi. Báo cáo thám trưởng, không có phát hiện. Được rồi. Báo cáo thám trưởng, không có phát hiện gì. Rút. Đại sư, không sao chứ? Ngươi rút hết người của ngươi. Chúng ta tới nơi giả công tử mất tích xem sao. Ngươi, ngươi chờ bên ngoài hết đi. Dạ. Dẫn đường đi. Dạ. Ngưu thám trưởng, họ thật sự biến mất ở đây. Bà xuống dưới trước. Ở đây không có chuyện của bà. Ta đi đi. Mau đi thôi.
có phát hiện. Ta biết rồi. Chúng ta vào thế giới trong gương. Các người theo sát ta đó. Mười lăm năm tới hôm nay mới nói lời thật lòng. Trễ vậy rồi còn có người hát kịch. Chúng ta coi thử. Ngươi không sợ là coi xong không về được nhà sao? Vậy thì có là gì? Mỗi tối ta đều xem kịch rồi mới về nhà mà. Vậy thì ngươi thử coi. Dạ công tử. Dạ công tử. Đây là chỗ nào? Những người này là ai? Đây là thế giới của kính yêu. Chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Tiểu quân, ngươi thấy cái đèn đó không? Đây là quyển cảnh của kính Hoa Thủy Nguyệt. Ngươi lấy cái đèn đó ra là chúng ta có thể ra khỏi quyển cảnh này rồi. Người đó, sư phụ, con đau bụng quá. Ngươi, ta yếu quá. Bổn công tử, ta không có kêu ngươi. Sư phụ, bỏ qua. Lại làm gì nữa?
Đi lấy cái đèn đó xuống đi. Không đi. Đi mau đi. Sư phụ, trận pháp lợi hại quá. Đây không chỉ là trận pháp, đây là thế giới do kính yêu biến ra. Nếu chúng ta không ra khỏi được thế giới này, chúng ta đều sẽ chết. Đại sư, vậy thì phải làm sao? Con trai của ta mới vừa tròn tháng thôi. Thực ra không ra ngoài cũng rất tốt, dù sao cũng có kịch để coi. Nếu không phải vì ngươi, ta lại tới đây sao? Lại còn xem kịch nữa. Có tin ta bắn chết ngươi không? Thôi, ngươi coi đi. Đi theo ta, ta đưa mọi người ra ngoài. Ngươi cũng là yêu quái, ta làm sao mà tin ngươi? Bây giờ ngươi còn lựa chọn khác sao? Hơn nữa, sư phụ đây có ơn với Mã gia chúng ta. Từ khi Dương Viên Ngoại xem miếu đại tiên, không ngừng hương quả, tu hành của bọn ta cũng tiến bộ hơn. Được. Vậy thì làm phiền cô nương. Có câu trồng cây tốt sẽ được quả ngọt. Mọi người chờ ta một chút. Du Sông, ta đã mơ một giấc mơ rất dài. Mơ thấy một nữ tử thanh lâu giống hệt như ta, bị tình lang của cô ta giết hại. Không sao, không sao, có ta ở đây rồi. Không sao đâu. Ta giúp mọi người tái hiện cảnh tượng nha. Tay của nàng đẹp thiệt đó. Chàng sẽ luôn yêu ta chứ? Đương nhiên. Ta còn chuộc thân giúp nàng, sau đó cưới hỏi cho đàng hoàng. Có câu này của chàng là đủ rồi. Thực ra sao vậy? Ta đã gom đủ tiền chuộc thân. Đời này, ta nhất định không phụ nàng. Chu Lan, ta đã nhìn nhầm người rồi. Diệu Diệu, nàng nghe ta nói. Ngươi đi đi. Ta bây giờ chịu để ta đi rồi sao? Hồi đó là ai đã khóc lóc dựa vào lòng của ta, muốn cùng ta làm chim liền cánh? Người một nữ tử thanh lâu, nếu không phải để ý tới chút tiền này thì cô tưởng cô thực sự xứng với ta hay sao? Tây Ngọc
ngàn người gối, môi son vạn người hôn. Tiện nhân muốn chết sao? Thì ra là như vậy. Cuối cùng, người có tình các ngươi sẽ về bên nhau. Thế gian nhiều thị phi. Đi đi. Được. Má sư phụ, ta tiễn ngài. Đại sư, ta có thiên phú hàng yêu trừ ma hay không? Có thì có. Tới Bạch Vân Thành để tìm ta. Bạch Vân Thành không thái bình đâu. Không thái bình. Địa bàn của ta ai dám hống hết. Má sư phụ, ta còn chưa đa tạ ngài đó. Có duyên gặp lại, sau này sẽ còn gặp lại thôi. Người có tình sẽ về bên nhau. Ngụ ý rất tốt. Câu chuyện này không tệ. Phải. Đây, uống chút trà đi. Được, cảm ơn sếp Hứa. Câu chuyện thứ ba tên là Thuật Luyện Yêu. Bói nhỏ đại phú quý, bói lớn trường mệnh trăm tuổi. Sư phụ, con đói rồi. Sư phụ, chúng ta không thể hàng yêu trừ ma cho nhà giàu sao? Còn có thể cải thiện cuộc sống. Cả ngày ăn bánh bao chay, con sắp chịu không nổi rồi. Ăn bánh bao chay thì đã sao? Người tu đạo chúng ta mang trong lòng sự từ bi, chịu chút khổ đó có vấn đề gì đâu. Sư phụ, người thám trưởng tới rồi. Đại sư, lâu rồi không gặp. Tại sao lại tìm ta? Có chuyện gì sao? Ta mời ông đi ăn cơm. Ăn cơm. Chúng ta vừa đi vừa nói. Được. Đại sư, gần đây thành chúng ta xảy ra chút chuyện lạ. Người mất tích liên tục. Sao vậy đại sư? Không sao, tiếp tục đi. Cửa trong nhà khóa kín, người lại đột nhiên biến mất. Liệu có phải đây là do yêu ma gì đó làm hay không? Phía trước có cửa tiệm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Được. Có tử chi của những người mất tích đó không? Đều là sinh vào ngày âm tháng âm năm âm. Tử chi này là tử chi ngũ hành toàn âm, cũng gọi là quỷ kiến sầu. Xem ra có vài tà môn ngoại đạo muốn luyện chế tà vật gì đó. Sư phụ, các người nói là thuật luyện yêu sao? Thuật luyện yêu, ta cũng chỉ nghe sư phụ nói. Ở giang hồ bọn ta có vài cấm thuật gọi là thuật luyện yêu. Loại thuật này dùng tứ chi của vài người đặc biệt để mà luyện thành vài yêu vật không phải người và không phải yêu. Vậy thì phải làm sao? Muốn luyện yêu phải kết hợp với mệnh cách và phong thủy. Tối nay chúng ta sẽ tìm ra chỗ của bọn chúng ẩn thân. Được. Vậy thì chúng ta ăn trước đi nha. Lời ngày ấy làm ta sợ đổ mồ hôi khắp người.
15 năm tới hôm nay mới nói lời thật lòng. Thì ra là Dương gia tướng đổi tên đổi họ. Hey, tiểu nương tử tối nay thuộc về Quỳnh đó. Sử công tử là ai chứ? Ở Bạch Dân Thành chúng ta là một đống phân của Bạch Dân Thành. Họ giả kia, ngươi đừng có mà quá đáng. Tao quá đáng sao? Không có quá đáng chút nào, phải đó. Ngươi đợi đó cho ta. Ngươi có thể làm gì được ta đây? Ta thích vậy đó. Dáng vẻ của ngươi ngứa mắt ta, lại không thể làm gì được ta. Xin ngài hãy lượng thứ. Dành nữ nhân với ta, thứ bần hàn. Chuyện của họ giả đó, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Vẫn mong đại sư giúp ta về chỗ họ giả đó. Chút tiền mọn này mong đại sư đừng chê. Tiền tài với ta là vật ngoài thân thôi. Nghe nói cánh rừng này là của gia tộc các ngươi. Không sai. Ta muốn tu luyện ở đây, không biết là có tiện hay không. Đừng khách sáo, chỉ cần ngài thích thôi thì cứ tự nhiên mà làm. Tốt, đa tạ sứ công tử. Họ giả đó, ngươi muốn hắn ra sao thì hắn sẽ như vậy. Đại sư không cần để tâm, dọa một chút là được rồi. Tại hạ nghe nói hồ yêu rất xinh đẹp, không biết là đại sư. Hồ yêu nó ở đây, nhưng mà ta cần máu của nó, tăng công lực cho ta. Lần sau ta bắt thêm một con cho ngươi. Đa tạ đại sư. Núi Kê Công ở phía tây thành là long mạch của thành Bạch Dương. Sông Hộ Thành phía bắc nối liền đầu đuôi của nó. Đây là phong thủy cửu long hí thủy. Thì ra là như vậy. Người giấy chiêu của Mạn Mạn gọi vào trong. Yêu nghiệt to gan,
Sao ta lại ở đây? Đại sư, sao ngài cũng ở đây? Tiểu tử nhà ngươi mạng lớn thiệt đó. Ngươi bị tà thuật mê hoặc, theo người giấy đi ra ngoài. Nếu không phải ta nhìn thấy, ngươi đã mất mạng từ lâu rồi. Tạ ơn cứu mạng của đại sư. Chắc chắn là cái tên họ Sử đó. Phía Tây Thành là ở đâu? Tây Thành. Đó là kênh tử nhân. Không lẽ người hại ta ở chỗ đó sao? Đại sư, ta đưa ngài tìm tiểu tử đó. Sư huynh, không ngờ huynh ra tay vẫn hung dữ như ngày nào. Hồi đó sư phụ đuổi ngươi ra khỏi sư môn, ta không nên tha cho ngươi. Đó là do sư huynh cố chấp. Đạo thuật vốn không phân chính tà. Tà thuật của ngươi hại người. Hôm nay ta phải thay trời để mà hành đạo. Bỏ qua, lên. Tỉnh lại đi. Làm sao đi? Chạy đi. Thank you.
Sư phụ. Thứ nhất, mời chính khí trời đất. Thứ hai, mời thần quang nhật nguyệt. Thứ ba, mời... Tổ tông và Pháp. Chúng ta là đồng môn. Cái Quỳnh biết thì ta cũng biết. Ta tu luyện còn giỏi hơn cả Quỳnh. Quỳnh trời sinh đạo cốt tiên phong, lấy thuốc luyện mạnh nhất cho ta. Trước khi ta bái sư, Mã Gia ở Đông Bắc. Sư phụ, người không sao chứ? Đỡ tôi đứng lên. Thả họ ra đi. Sao các ngươi lại ở đây? Thứ tà đạo này muốn dùng máu của ta để mà tế yêu thuật của hắn. Các ngươi quên về trong núi tu luyện đi. Đa tạ ân cứu mạng của đại sư. Đứng lên hết. Đi đi. Trần sư đệ là người có thiên phú cao nhất trong bốn huynh đệ bọn ta, đáng tiếc đã vào tà đạo. Chúng ta mau đi thôi. Mã sư phụ và đồ đệ tiểu quân dọc đường trừ bạo giúp kẻ yếu, hàng yêu trừ ma. Dưới sự dẫn dắt của sư phụ, tiểu quân cũng đã thay đổi thói trục lợi, ham lợi nhỏ. Cuối cùng thì hắn đã trở thành thầy bắt yêu đúng tiêu chuẩn. Sư phụ, con cũng thả qua qua về rừng rồi. Cũng tốt. Tâm tu đạo vốn không thể đầu cơ trục lợi. Nghe nói gần đây Tây Nam đã xuất hiện một ác nhân bắt nạt người dân. Tới Tây Nam. Dạ được. Chính là vào lúc nguy cấp đó, Mã sư phụ ngồi thiền dẫn công. Thứ nhất, mời chính khí trời đất. Thứ hai, mời thần quang nhật nguyệt. Thứ ba, mời gia pháp tổ tông. Chính vào khoảnh khắc chói lóa đó, trận tà đạo vừa bị phong ấn lập tức tan thành mây khói. Câu chuyện này tổng thể không tồi. Chính nghĩa thắng tà ác. Đúng lúc chúng ta cần có tác phẩm năng lượng tích cực như vậy. Vậy thì chuyện này quyết định vậy đi. Được. Xuất chiếu đắc hàng.